gì đấy? Con đang chơi trong phòng. Mẹ bảo này, hôm nay tám rưỡi bố mẹ mới về cơ. Tụi mình hay ăn trên đường về nhà. Có lúc tụi mình cũng nhìn chằm chằm vào một cái áo bên trong một cửa hàng. Những điều đó thì nhỏ nhoi. Xe nó hả? Yeah.